Chào mừng bạn đến với MiTop List, nơi chúng tôi cập nhật những kiến thức top list eSports, những tựa game hay nhất. Full Motion Video, FMV, là một thể loại game đặc biệt, nơi các cảnh quay video thật được sử dụng để kể chuyện và tương tác với người chơi. Những tựa game này không chỉ mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực mà còn cho phép người chơi đưa ra các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện. Dưới đây là danh sách top 5 game FMV tương tác đáng trải nghiệm mà bạn không nên bỏ lỡ. The Sharpswing Detective là một game bí ẩn với yếu tố siêu nhiên, nơi bạn vào vai một thám tử có khả năng biến hình thành bất kỳ ai để thu thập thông tin và khám phá các bí ẩn xung quanh một vụ án giết người. Game được phát triển bởi Zaveki Studio, nổi tiếng với các tựa game FMV độc đáo. Trong game, bạn sẽ điều tra vụ giết người của Dorotaso, một nghệ sĩ nổi tiếng. Khả năng đặc biệt của bạn là biến hình thành bất kỳ ai, điều này cho phép bạn thâm nhập vào cuộc sống của các nhân vật khác và thu thập thông tin quý giá. Bằng cách lắng nghe và tìm hiểu các manh mối, bạn dần dần tiến gần hơn đến sự thật về vụ án. The Sharpswing Detective có hơn 1.600 video clip, mỗi lần chơi đều mang đến những trải nghiệm khác nhau dựa trên quyết định của người chơi. Việc biến hình và tương tác với các nhân vật khác nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện và kết quả cuối cùng. Game kết hợp giữa yếu tố điều tra và siêu nhiên tạo nên một trải nghiệm đầy kịch tính và không thể đoán trước. Let's Ship là một game FMV đầy hành động và hồi hộp, phát triển bởi CTA Movie. Trong game, bạn vào vai Matt, một sinh viên bị cuốn vào một vụ trộm sau khi nhận ca làm đêm tại một bãi đỗ xe. Câu chuyện bắt đầu khi Matt bị ép buộc tham gia vào một vụ trộm tại một nhà đấu giá danh tiếng. Những quyết định của bạn sẽ dẫn dắt Matt qua hàng loạt tình huống căng thẳng và nguy hiểm, từ việc đối phó với cảnh sát đến việc xử lý các tên tội phạm nguy hiểm. Mỗi quyết định đều có thể thay đổi hướng đi của câu chuyện và dẫn đến các kết thúc khác nhau. Let's Ship nổi bật với hệ thống quyết định phức tạp, nơi mỗi lựa chọn của bạn đều có thể mở ra những nhánh cốt truyện mới. Game có tổng cộng 7 kết thúc khác nhau, đảm bảo rằng mỗi lần chơi đều mang lại trải nghiệm mới mẻ. Đồ họa sắc nét và diễn xuất chuyên nghiệp từ các diễn viên thực sự làm tăng thêm sự hấp dẫn của game, tạo nên cảm giác như bạn đang xem một bộ phim hành động chất lượng cao mà mình là nhân vật chính. The Complex là một game FMV khoa học viễn tưởng được phát triển bởi Gales Interactive. Game xoay quanh câu chuyện của hai nhà khoa học bị mắc kẹt trong một phòng thí nghiệm sau một cuộc tấn công sinh học. The Complex đặt người chơi vào trung tâm của một cuộc khủng hoảng sinh học. Bạn vào vai tiến sĩ Amy Turner, một nhà khoa học hàng đầu, và cùng với cộng sự của mình, bạn phải tìm cách sống sót trong khi tìm hiểu nguyên nhân và kẻ đứng sau cuộc tấn công. Cuộc khủng hoảng không chỉ là mối đe dọa đối với sự sống còn của bạn mà còn liên quan đến những bí mật đen tối trong phòng thí nghiệm. Game có nhiều kết thúc khác nhau, phụ thuộc vào các quyết định của bạn trong quá trình chơi. Các quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các nhân vật và dẫn đến các kịch bản khác nhau. The Complex nổi bật với diễn xuất chất lượng, hiệu ứng đặc biệt và cốt truyện lôi cuốn, tạo nên một trải nghiệm tương tác đỉnh cao. Đồ họa và âm thanh chân thực giúp tăng thêm sự căng thẳng và hồi hộp trong mỗi tình huống. Her Story là một trong những game FMV độc đáo nhất, được phát triển bởi Sam Ballock. Trong game, bạn vào vai một thám tử nghiên cứu một loạt các đoạn video phỏng vấn với một người phụ nữ bị tình nghi trong một vụ án mất tích. Her Story kể về câu chuyện của Hannah Smith, một phụ nữ bị thẩm vấn bởi cảnh sát về sự mất tích của chồng cô. Người chơi sẽ phải xem và phân tích các đoạn video phỏng vấn để tìm ra sự thật đằng sau vụ án này. Cốt truyện phức tạp và nhiều lớp, mỗi đoạn video là một mảnh ghép quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về câu chuyện. Gameplay của Her Story rất độc đáo, bạn sẽ sử dụng từ khóa để tìm kiếm và xem các đoạn video trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Bằng cách lắng nghe và phân tích lời khai của Hannah, bạn sẽ dần dần ghép nối các mảnh ghép của câu chuyện. Game nổi bật với sự tương tác cao, cho phép người chơi tự do tìm kiếm và khám phá câu chuyện theo cách của riêng mình. Sự chân thực trong diễn xuất và cách kể chuyện độc đáo đã tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ và sâu sắc. Từ nhà phát triển của Her Story, Telling Lies đưa người chơi vào một câu chuyện mới, phức tạp và ly kỳ hơn. Game được phát triển bởi Sam Ballow và được phát hành bởi Annapurna Interactive. Telling Lies xoay quanh 4 nhân vật chính: David, Emma, Ava và Mark. Mỗi người đều có bí mật riêng và liên quan đến một âm mưu lớn hơn. Bạn sẽ phải xem các đoạn video ghi lại cuộc sống của họ, tìm hiểu mối liên hệ giữa họ và khám phá sự thật đằng sau những lời nói dối. Gameplay tương tự như Her Story, bạn sẽ sử dụng từ khóa để tìm kiếm và xem các đoạn video trong cơ sở dữ liệu bí mật. Game có hàng giờ video và nhiều tuyến truyện khác nhau, tạo nên một trải nghiệm tương tác đầy thách thức và thú vị. Sự đa dạng trong cách tiếp cận câu chuyện và sự tương tác cao khiến game trở thành một trong những tựa game FMV hay nhất. Telling Lies không chỉ đơn thuần là việc xem video,
mà còn là một cuộc điều tra sâu rộng, đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ và phân tích kỹ lưỡng. Các game FMV tương tác mang lại trải nghiệm chơi game độc đáo và sáng tạo, kết hợp giữa điện ảnh và trò chơi điện tử. Những tựa game này không chỉ cuốn hút bởi cốt truyện mà còn bởi khả năng tương tác và quyết định của người chơi, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và cá nhân hóa. Hãy thử ngay các game FMV trên để khám phá và trải nghiệm sự thú vị của thể loại game này. Những tựa game này không chỉ là các tác phẩm nghệ thuật số mà còn là những câu chuyện sống động, nơi người chơi là nhân vật chính, đưa ra các quyết định và chứng kiến hệ quả của chúng trong một thế giới ảo đầy mê hoặc. Cảm ơn anh em đã theo dõi Mi Top List số hôm nay. Hẹn gặp lại anh em vào các số Mi Top List sau.